Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Khúc Hát Xê Duyên. Và thưa quý vị, hãy luôn nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó chính là 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đó là ngày lễ 8 tháng 3. Và dĩ nhiên thì trước tiên thì cho phép Huy sẽ gửi lời chúc Vân chúc em ngày càng xinh đẹp hơn nữa, thành công hơn nữa. Vâng, và Thúy Vân cũng xin đại diện cho những người làm chương trình xin gửi lời chúc cho đến tất cả các chị em phụ nữ sẽ luôn luôn ngày càng thành công, càng xinh đẹp, càng rạng rỡ hơn. Và đặc biệt là tối thứ tư hàng tuần chúng ta sẽ gặp nhau tại Khúc Hát Xê Duyên nhé. Và đây là một chương trình tạo một cầu nối rất là tốt, một cầu nối tuyệt vời dành cho những chàng trai đang FA để có được những cái màn tỏ tình qua những bài hát, năng khiếu hài hước, cách trò chuyện của mình để chinh phục một bạn nữ duy nhất của chương trình. Và chúng ta sẽ có 4 chàng trai lần lượt trải qua 3 vòng thi đấu. Đầu tiên đó chính là vòng làm quen, vòng 2 là vòng thử thách và cuối cùng là vòng tỏ tình. Và dĩ nhiên là mà sau cái hành động của anh nó cũng hơi bị bánh bèo á. Đâu đâu, tới anh tạo dáng đàng hoàng nè. Wow. Ông Tơ ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì ông Tơ có lời chúc nào gửi đến cho bà Nguyệt cũng như là tất cả các bạn nữ không ạ? Chúc cho bà Nguyệt thì tôi chúc hàng ngày rồi, không cần phải đợi 8 tây tháng 3 tôi mới chúc. Tiến Luật xin gửi lời chúc tới tất cả các chị em phụ nữ trên toàn thế giới đi. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng được người bạn đời của mình thương yêu, chiều chuộng nếu như là có chồng rồi. Còn chưa có chồng, đang có bồ thì lúc nào cũng được bồ mình thương yêu, chiều chuộng. Chưa có bồ thì lúc nào cũng được những bạn trai xung quanh thương yêu, chiều chuộng. Hay quá, tuyệt vời. Và dĩ nhiên nhắc về những chàng trai, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ có được 4 vị khách mời. Họ là những anh chàng rất là cá tính, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mang một phong cách khác nhau, đẹp trai nha quý vị. Và xin được giới thiệu 4 chàng trai của chúng ta. Đúng là mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Và tất nhiên thưa quý vị, 4 chàng trai của chúng ta đã rất là đẹp trai rồi, tài năng như vậy nữa thì cô gái của chúng ta ngày hôm nay cũng là một cô gái hết sức đặc biệt. Chúng ta cùng nhau đến với đoạn clip giới thiệu về bạn nữ. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Tôi là một cô gái đến từ thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Hiện tại tôi là một nhân viên bất động sản. Công việc thường ngày khá bận rộn với một cô gái. Nhưng võ thuật là niềm đam mê từ nhỏ của tôi. Nó đem lại cho tôi những phút giây thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Tôi mong rằng sẽ có người đồng hành cùng tôi trên chặng đường phía trước, cùng tôi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những điều đơn giản trong cuộc sống. Tôi là Võ Tính. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Wow! Trời ơi! Bên kia có người đổ mồ hôi hột rồi kìa. Em đổ da gà luôn. Nói da gà luôn. Hỏi nhẹ 4 chàng trai ở đây có ai mình biết rõ không? 4 người, anh chàng thứ ba. Em ơi, anh chàng thứ ba là vận động viên boxing nha em. Ôi, vừa bán bất động sản mà vừa làm võ thuật nữa. Kiểu vậy được ở nhà là không mua là bụp tại chỗ. Đúng luôn rồi. Bây giờ vậy đó, đưa hợp đồng không ký là quánh vậy thôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên, vòng làm quen. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày.
Và chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình Khung Phát Xe Duyên. Và đây là vòng đầu tiên, là vòng làm quen. Làm quen là gì? Làm quen là chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với nhau. Chào em. Chào anh. Nhưng dĩ nhiên, trong chương trình này sẽ có điều đặc biệt là các bạn nam sẽ không được nhìn thấy gương mặt của bạn nữ ở ngoài đời. Ngược lại, bạn nữ cũng chưa được diện kiến dung nhan của bốn chàng soái ca của chúng ta. Và bạn nữ sẽ đưa ra bốn từ khóa tương ứng với tính cách của bạn đó. Và với mỗi một từ khóa, bạn nữ sẽ chọn một bạn nam bất kỳ và đặt câu hỏi để mà tìm hiểu. Và sau vòng này, nếu bạn nữ cảm thấy bạn nam nào mà không thích hợp để mà đi tiếp vào vòng 2, vòng 3, bạn ấy sẽ chọn người đó sẽ là người dừng cuộc chơi. Vâng, và bởi vì vậy ở trong vòng này thì các chàng trai hãy dùng hết tất cả những khả năng của mình để làm cho bạn nữ của chúng ta tin vào câu trả lời của các bạn, cũng như là cảm thấy các bạn chính là người phù hợp để đi vào những vòng tiếp theo. Chúc các bạn may mắn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng đầu tiên, làm quen. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Em chào chương trình và chào toàn thể các anh chị trong khán đài ạ. Dạ. Và em gửi lời chào đến ông Tơ bà Nguyệt. Em tên là Võ Thị Tính. Thì em muốn đến chương trình để mà tìm được một người vừa ý với mình, để có thể đi đến chặng đường sau này, có thể chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. À, nói chung là anh chỉ nói với em là sau lưng của em là bốn chàng trai ai cũng đẹp hết. Và nói cho bốn chàng trai biết là cái bé này cũng rất là dễ thương nha. Và ngày hôm nay Huy được biết là song hành của bạn tới đây còn có cả mẹ và chị gái nữa. Đâu ạ? À? Dạ, mẹ và chị gái ạ. Oh. Wow. Chào cô, chào chị. Và bây giờ cho anh hỏi là trước giờ em đã yêu ai chưa? Dạ, em đã có rồi ạ, đã từng rồi ạ. Đã từng mấy lần em? Một ạ. Tới thời điểm này là chỉ có một mối tình thôi. Dạ đúng rồi ạ. Quá hay. Do là mình bận công việc hay là do mình học võ rồi không ai quen mình? Dạ không phải. Một phần là em bận, thứ hai nữa là em cảm thấy mình khó yêu. Nhưng mà khi mà mình đã quyết định yêu rồi thì mình yêu cả trái tim của mình. Nhưng mà có một điều là thực em cảm giác như em không may mắn trong tình yêu. Thì mối tình đầu của em cũng là một cái câu chuyện mà chứng minh cho cái là em không được may mắn. Trong cái mối tình đó thì có một sự xuất hiện của một người cũ. Thì khi mà bắt đầu vào mối quan hệ chính thức á, thì em chỉ hy vọng là những cái gì mà đã đi qua rồi, em chỉ mong là nó đi qua luôn và không có nhắc nhớ gì đến người hiện tại. Thì các người hiện tại họ sẽ là người tổn thương nhiều hơn. Tức là sau khi mà tụi em yêu nhau rồi thì người con trai đó lại quay về với lại người yêu cũ của anh dạ, ấy. Dạ đúng rồi ạ. Và thời gian mà tụi em quen nhau là bao nhiêu lâu? Dạ chỉ 7 tháng tại vì là quen xa. Tại vì em ở Đà Nẵng, lúc đó em ở Đà Nẵng còn người đó thì ở Sài Gòn. Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Yêu xa khó lắm. Yêu xa cô đơn nhiều lắm. Tại sao em phát hiện ra điều đó? Dạ, tính phụ nữ mà anh. Rất là nói thì soi mói thì hơi quá, như là người ta nói là Vina soi đó. Mà em soi bằng cách nào hay vậy? Dạ, em lên Facebook ạ. Rồi em có biết được cái Facebook của người phụ nữ đó. Rồi em thấy được hình ảnh của hai người đi chơi. Wow. Kinh nghiệm nha Quy, mốt quá đi chơi đừng có chụp hình nha. Không không, nhưng mà nhiều khi thấy hình ảnh. Đúng rồi, đôi khi đâu nói là gì đem nhiều lượng. Khi bạn bè gặp lại thôi thì không có gì thì sao, phải có một cái gì đó để mà quyết định chấm dứt với lời bạn trai em chứ. Dạ thì lúc đó thì em cũng thấy vậy, thì cũng nói chuyện hỏi, thì người ta nói là không có chấp nhận đó là sự thật. Nhưng mà sự thật đó thì đi chơi, nếu như đi chơi gặp gỡ những cái quán ăn này nọ rất là bình thường. Nhưng đây là một cái nơi như là người ta quá gần gũi. Lúc đó em thấy người nằm nằm kề nhau ạ. Dạ. Thật ra thì lúc đó thì đúng là đỉnh điểm thật rồi. Vậy và em là người đã nói lên câu kết thúc mới câu chuyện này. Em ơi, cho anh hỏi thêm một cái tế nhị nữa nha. Tại vì bây giờ em người Đà Nẵng đúng không? Hiện tại em công tác hay là sống trong đây hay là sống ở ngoài Đà Nẵng? Hiện tại thì em sống ở Sài Gòn được 1 năm ạ. À, tại em dự định sống trong đây đúng không? Dạ đúng rồi. Tại bốn anh này là bốn anh Sài Gòn hết nha em nha. Tại vì anh sợ là trường hợp yêu xa hai. Và một điều may mắn là bốn bạn này không bạn nào chơi Facebook luôn. Cho nên là em khỏi lo cái vụ hình ảnh luôn, không có sao hết đó. Là bốn anh này mà có làm gì là em đừng hòng mà soi ra được. Không giờ biết được.
Em nghĩ là cô bé này là một người rất là trung tình và đặc biệt rất là kiên nhẫn. Có lẽ là trong cái thời gian mà 3-4 năm đó em đang chờ một cái người thích hợp, đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Thì bây giờ em có thể cho bốn bạn nam phía sau biết là cái mẫu người đàn ông của em như thế nào không? Dạ, em thì không có tiêu chí người đàn ông như thế nào hết. Người đàn ông hiểu mình, hiểu người phụ nữ, bao dung và tinh tế, biết bảo vệ người phụ nữ bên cạnh của mình là được rồi ạ. Thì bao dung rộng lượng thì anh nghĩ được, còn bảo vệ nghĩ không cần, tại người ta có vỏ rồi không cần bảo vệ đâu ha. Em rất giống người em gái của anh. Đây. Chờ đợi gần 20 mấy năm rồi. Sao không phải Huy? Bên này là người ta chờ đợi, bên kia là bị ế. Chỉ có chị Trang là hiểu em thôi. Em gái à, anh không biết chữ ế nó khác chữ chờ đợi. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái từ khóa đi. Cho em qua đó nha. Em qua đó cái chàng trai đi. Bây giờ sẽ là bốn từ khóa mà cô gái dành cho các bạn, xin mời. Nàng thơ. Yêu thương. Sống. Cú đá trâu đen. Hả? Tôi hiểu. Nghĩa là gì vậy anh? Cú đá trâu đen. Hình như là tôi nghe trong một bộ truyện tranh nào đó. Thế võ phải không em? Đúng rồi chị. Đó. Bốn chàng trai rất nóng lòng để mà thể hiện khả năng ăn nói của mình. Em sẽ chọn từ nào trước? Dạ cú đá trâu đen ạ. Cú đá trâu đen. Cú đá trâu đen trước. Trước khi hỏi em giải thích tại sao mà cú đá trâu đen em lại là từ khóa của em. Dạ, thì thật ra thì em đam mê võ thì mọi người chắc cũng biết rồi. Thì ngày xưa đó em có đi học võ. Thì lúc đó mỗi lần tập thì em đá trúng hai bạn nam. Thì cú đá rất là nặng. Thì mỗi lần như vậy thì thầy ví em là cú đá trâu đen ạ. Rồi hai bạn nam đó có qua khỏi không em? Anh nặng là anh thấy hơi nặng rồi đó. Học võ thì học võ gì? Dạ em là võ cổ truyền ạ. Bình Định hả em? Dạ đúng rồi. Em có đi thi đấu chưa? Dạ em có đi thi, lúc đó là em còn nhỏ, lớp 6, lớp 7 gì đó. Thì có đi thi quyền thôi, còn đấu thì em chưa có được thi. Ôi lớp 6, lớp 7 mà tới bây giờ luôn hả? Trời chắc võ em cao dữ lắm luôn á. Rồi tới bây giờ em vẫn còn luyện không? Dạ bây giờ thì thỉnh thoảng em luyện ạ. Em ơi, và bây giờ em sẽ lựa chọn chàng trai nào sẽ là người trả lời câu hỏi về cú đá trâu đen cho em nè. Dạ, em chọn bạn nam số 1 ạ. Số 1. Wow. Và câu hỏi của em là gì? Câu hỏi của em là anh có thấy ngại khi mà quen người phụ nữ biết võ thuật không ạ? Anh có ngại khi quen một người phụ nữ biết võ thuật và lâu lâu nếu như giận nhau thì sẽ dùng võ thuật không ạ? Trời ơi, còn thêm mắm dặm muối vô nữa. Cái câu sao bạn ấy đâu có hỏi đâu em. Em hỏi giùm. Nhưng mà ý em có muốn hỏi câu sao không? Dạ có ạ. Có luôn hả? Phụ nữ hiểu nhau mà. Mình tên là Nguyễn Hồng Cường và hiện tại mình đang làm ca sĩ và người mẫu. Xin kính chào ông Cao Văn Nguyệt. Cảm ơn câu hỏi của em. Từ nhỏ cũng có một thời gian anh có duyên và gắn bó với võ. Anh cảm nhận về một người phụ nữ, một người con gái mà biết võ thuật thì đó là một chuyện cũng rất là bình thường. Trời tối hoặc là em đi làm về khuya có thể có những chuyện xảy ra bất trắc mà mình không biết được. Thì anh nghĩ là võ là một điều rất tốt. Còn về vấn đề mà sau này ví dụ như anh có một cái lỗi lầm gì đó đối với em và chấp nhận một cái hình phạt thì anh sẽ luôn luôn sẵn sàng đứng im tại chỗ và không làm gì hết. Em muốn làm gì anh làm. Rất là tuyệt vời ha, một chàng trai mà khi mà làm chuyện lỗi lầm đứng im cho bạn đánh thôi. Nên tin không? Em nghĩ là không. Em không nghĩ vậy. Từ khóa thứ hai đi em, từ khóa thứ hai là gì? Chị em nàng thơ đi ạ. Em là một cô gái rất là thích làm thơ. Và những cái bằng thơ của em là đa số là dựa vào trong cái cuộc sống của em. Em nghĩ là khi mà người ta không có hiểu bản thân của em á, người ta sẽ nhìn vào sẽ nói: ô sao con bé này nó nhìn nó ngây ngô và nhí nhảnh vậy. Nhưng mà sự thật là em là một cô gái sống khá là nội tâm và chịu đựng rất giỏi. Cô bé thì cái cá tính hơi bị đúng rồi, nó hơi bị đối lập với nhau rất là nhiều ha. Một người mà mê võ, thích võ, tập võ từ nhỏ thì mình cứ nghĩ là một cô bé rất là mạnh mẽ, cá tính. Không ngờ cô ấy lại thích thơ, thích làm thơ. Đúng rồi chị, giống như là em thích võ nhưng mà em là một người cũng rất là trầm tính. Em thì em nên bỏ luôn nha, em bỏ qua em đi.
Dạ em chọn bạn nam thứ tư ạ. Thứ tư. Anh có thể làm thơ, một bài thơ nào đó mà tặng cho em được không ạ? Đó, đúng luôn. Anh này anh bận cái đồ gọi là rất là vintage. Anh là một người khá là trầm đó, để coi. Em xin chào anh Tiến Lực, chị Thu Trang, MC Ngô Kiến Huy, Thúy Vân và các bạn khán giả có mặt tại đây ạ. Em tên là Đinh Duy Khoa và công việc của em là kinh doanh bán hàng. Đầu tiên thì anh xem cái clip giới thiệu thì anh thấy em có một nụ cười rất là dễ thương và rất là dễ gần. Đó là một tiếp người anh rất là thích. Anh có một cái cảm nhận về tình yêu giống như em. Đó là anh không cần tiêu chí gì hết. Quan trọng là mình hiểu nhau. Em là một người vừa thích võ và vừa làm thơ. Có nghĩa là một bên thì hơi cứng rắn một tí, một bên thì rất là thơ mộng. Thì đó là một điều rất là tốt để cho em có thể trải nghiệm hơn nhiều cái khía cạnh trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh. Và với thứ hai đó là làm thơ được không? Tặng nè. Một câu thơ nhẹ nhẹ thôi nè. Hay dở không quan trọng. Dạ. Em thì ngày xưa em học dở nhất là môn văn ạ. Hay quá, em ơi hợp người nha em. Hay là em làm trước một câu mồi cho anh ấy rồi anh ấy sẽ sáng tác theo em. Giống như là đối thơ đó em. Đối thơ. Câu thôi, đối thôi. Ủa à. Hôm nay em đến trường quay gặp anh đẹp trai. Người bỗng quay quay. Hay quá. Thảo thơ quý vị. Hôm nay em đến trường quay gặp anh đẹp trai, người bỗng quay quay. Nào. Cô em má hồng hay hay. Gặp anh quay quay, anh cũng quay theo. Tụi em sinh ra là cho nhau rồi hẹn. Bao nhiêu năm học văn của em được tích góp được nhiều đó rồi anh. Cách gieo và cách nhả chữ của hai tụi em nó đạt đến cái cảnh giới của thơ văn. Đẳng cấp là nằm ở đây. Đẳng cấp, rất đẳng cấp. Gặp anh quay quay, em cũng quay theo. Hay quá trời. Không thể tin được. Cảm ơn em, từ khóa thứ ba nào. Từ khóa thứ ba là sống. Tại sao? Thật ra là em là cô gái đến từ Đà Nẵng thì mọi người đã biết rồi. Thì những cái lần đầu tiên mà khi em chưa có bước vào Sài Gòn á, là em là một con người rất là mơ mộng. Mơ mộng và hơi có một phần ngốc nghếch. Em cần người đàn ông hiểu và bao dung mình. Cho nên là khi mà em bắt đầu một cái cuộc tình rồi thì em sẽ yêu bằng cả con tim của mình. Cho em hỏi anh thứ hai đi ạ. Anh nghĩ như thế nào về sự lừa dối trong tình yêu ạ? Lời đầu tiên là em xin chào ông Tơ và Nguyệt. Chào hai MC, chào khán giả. Mình tên là Nguyễn Anh Khiêm, mình là dược sĩ và người mẫu. Ủa, cái nghề dược sĩ với người mẫu như nó không ăn nhập gì nhau không ta? Nãy các nghe em tâm sự á, thì anh hoàn toàn giống em. Anh cũng bị người yêu cũ có người yêu mới. Mình chia sẻ một chút cho bạn nào hiểu anh hơn nhiều hơn. Dạ. Em là người ở Bình Định nhưng mà vô Sài Gòn sống là 7 năm rồi. Người yêu em ở Nghệ An. Cho cũng nên là yêu xa luôn. Dạ, đúng rồi. Yêu xa cho nên bạn ấy có trong khi yêu thì cũng bạn ấy cũng có lừa dối em. Rồi bạn ấy bắt cá thêm. Cái gì? Là bắt cá thêm hai tay ớt hồn. Em nghe cái gì nướng cá. tưởng người ta đi bán cá rồi có gì đâu mà giận người ta trời. Đúng rồi. Thấy hoàn cảnh của hai bạn rất là giống nhau á. Cũng ở miền Trung luôn đó. Cũng Bình là Định. Bình Định. Chàng trai rất là cũng đã trải qua một mối tình cũng tan vỡ, cũng có một sự tương đồng với bạn, đó chính là yêu xa và sau đó là có sự thay đổi về tình yêu. Và bây giờ còn một chàng trai cuối cùng, từ khóa cuối cùng đó chính là từ yêu thương. Có nhiều người hỏi như thế này, tại sao con gái và con trai đều sinh ra là con người mà tại sao con gái lại thiệt thòi hơn con trai? Thì thứ nhất đó là người phụ nữ á, khi mà họ bắt đầu kết hôn thì họ sẽ đi về nhà chồng mình, thì họ sẽ rời xa cha mẹ đẻ. Thứ hai là người phụ nữ có thể chia sẻ với bạn bằng những đứa con kháu khỉnh, điều đó con trai không thể làm được. Thứ ba
là cô ấy sẽ hy sinh quãng đường còn lại vì bạn. Em đặt câu hỏi luôn ạ. Giữa con trai và con gái, lại con gái là thiệt thòi hơn. Anh nghĩ như thế nào về cái quan điểm đó? Xin chào bạn nữ xinh đẹp và tất cả các vị khán giả. Mình là Mai Xuân Thứ, là thầy giáo piano. Số báo danh 03, Xuân Thứ, thầy giáo piano. Trời ơi, em có niềm đam mê piano lắm á mình. Được rồi, để anh về anh dạy cho. Đầu tiên thì anh cảm ơn em vì dành cho anh một cái từ khóa rất là hay, yêu thương. Không biết có em có giống anh hay không, nhưng mà anh quan niệm là lúc nào yêu cũng đầu tiên. Một mối quan hệ thì cái khoảng thời gian đầu rất là đẹp, thì anh quan niệm đó là yêu. Và sau đó dần dần càng lâu thì từ yêu sẽ chuyển thành thương. Khi mình thương họ thì mình mới có thể ở bên cạnh họ đến suốt đời. Thì đó là quan niệm yêu thương của anh. Còn đối với câu hỏi của em thì theo anh thì cái quan điểm mà con gái sinh ra thiệt thòi con trai đó, anh nghĩ đó là cũ rồi. Hiện tại thì cuộc sống đã thay đổi, thì con gái hay con trai đều có những cái khó khăn riêng của mỗi người. Thì khi mà hai người đến với nhau thì đã đến được với nhau thì con gái cũng sẽ hiểu cho con trai một phần nào đó khuyết điểm của họ, và con trai cũng sẽ như vậy. Thì hai người sẽ bù đắp cho nhau và sẽ tạo nên trọn vẹn cái chữ yêu thương hơn. Bên đây là quan điểm bình đẳng. Con trai và con gái sinh ra đều bình đẳng như nhau, ai cũng sẽ có những cái nỗi niềm thiệt thòi của họ. Em cảm ơn anh ạ. Cái chàng trai này có vẻ thật đúng thà rồi, rất thật thà. Nếu mà người khác muốn tôn vinh bạn lên thì họ sẽ nói em thật là tuyệt vời khi mà đúng rồi, vân vân. Mà chàng trai này sẽ phản bác lại điều đó. Đây là lúc mà bạn sẽ suy nghĩ thật kỹ, hỏi ý ông Tơ bà Nguyệt. Không, bây giờ sẵn tiền là ở đây là có mẹ và chị gái luôn, như là hôm nay là ra mắt luôn rồi còn gì nữa. Cô ơi, bây giờ mình đừng có nói là cô chọn ai nha, cô chỉ cần nói cho tụi con biết là cái mẫu con rể của cô đó là chàng trai như thế nào ạ. Cô nói nhỏ mình con nghe thôi. Đừng có nói vô miếng đó. Số 5 chị. Số 5 nha. Dạ. Số 5 nè. Số 5 là Ngô Kiến Huy á. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Thiệt ngại quá. Không, nhưng mà vậy nè, chị á, thì thật sự nãy bốn câu trả lời của bốn bạn trai á, thì câu nào cũng hay hết. Nhưng mà chị lại đặc biệt, chị ấn tượng với lại bạn số 3 là thầy giáo piano. Phản bác lại cái ý kiến của em là nó cái quan điểm nó đã cũ rồi. Mà chị thấy cái câu trả lời nó cũng khá ấn tượng đối với chị. Thì chị cũng nghĩ là một chàng trai mà thật lòng thì cũng có cơ sở để mà mình có tin tưởng hơn. Đúng rồi. Và bây giờ em sẽ thời gian dành cho em suy nghĩ. Thôi bây giờ để cho em dễ, mình sẽ chọn ba bạn vào vòng 2. Em xin chọn anh thứ tư ạ. Chúc mừng anh thứ tư. Em chọn anh đầu tiên. Đầu tiên vào vòng trong. Chúng ta còn anh số 2 và anh số 3. Hai anh kia anh nào cũng đẹp nha. Số 3 thì em chọn anh số 3. Tại vòng 1 thì với sự tư vấn nhiệt tình từ gia đình cũng như là ông Tơ Bảo Nguyệt và sự đâm chọt của hai MC thì bạn đã có được một quyết định, đó chính là sẽ nói lời chia tay với là anh số 2. Số 2 đẹp lắm em ơi. Đó là người gọi là soái cao nhất trong ba anh. Số 2 đẹp lắm em ơi. Rất là tiếc khi phải chia tay với anh số 2, nhưng mà bây giờ em sẽ có cơ hội được nhìn thấy cả bốn anh chàng nhé. Và bây giờ xin mời bạn quay lại ạ. Phỏng vấn nhanh nè. Thấy bốn chàng trai chúng tôi như thế nào?
Sao thay loại chàng trai nói số từ 2 đầu rồi, chàng trai số 2 là cái chàng sói ca áo trắng, sói ca áo trắng đó, sói ca áo trắng đó, dược sĩ của tôi đó mà loại rồi. Em không biết em bị loại nhầm không nữa. Em thấy không, con người ta ngồi bên đó sáng bừng lên. Dược sĩ tiện lợi vô cùng, ở nhà ai ho cái anh đẩy đóng thuốc liền. Người mộng đó anh, em mệt chích mặt xong tình dược sĩ. Nói chung đây chỉ là bước khởi đầu thôi em ơi, còn sau chương trình này còn ở ngoài nữa mà. Đúng rồi, ở ngoài thôi bây giờ em cứ qua em xin số điện thoại riêng trước đi. Tiếc quá không. Và bây giờ thì anh chàng số 2 sẽ gửi đến lời tỏ tình với em như là một lời làm quen, cũng là một lời chào tạm biệt với em nhé. Xin mời bạn số 2. Cảm ơn anh nha. Thật ra em dễ xúc động lắm. Mấy cái câu nói của anh gửi cho em với bài hát mà anh tặng em, tự nhiên em xúc động quá. Chờ anh xíu nha. Dạ. Chào em, anh là Khiêm, anh ở Bình Định. Anh là một người rất ít nói, anh không giỏi nói, bày tỏ cảm xúc như những chàng trai ở đây. Dược sĩ mà lãng mạn quá. Lãng mạn quá. Trời ơi. Trời ơi. Cái tay hốt hoa như hốt thuốc nghe thấy không? Hốt thuốc, nghe đơn. Em nhìn lên màn hình. Em, phải chăng anh đây đã yêu? Cơ
sao anh đêm ngày mong nhớ, cách xa nghe tim buồn vu vơ. Dần anh người nơi đâu, đợi chờ từng ngày qua mâu, để mình lại được bên nhau. Dường như ta đã yêu rồi, có khi ta đã và yêu, dường như không thể cách rời, không thể xa rời chỉ nhau, chỉ cần bên nhau vậy thôi. Yeah, yeah. Nguyện cầu đôi ta thành đôi. Thật ra là lúc nãy mà anh trả lời câu hỏi của em đặt ra là vì sự dối lừa trong tình cảm á. Thì anh nói em cảm nhận được cảm xúc của anh, bởi vì em giống như là em với anh là cùng trải qua một cái trường hợp nó giống nhau. Nhưng mà em thấy anh với em giống nhau quá, tại vì hai người đều sống một cái cuộc sống nội tâm. Thì em theo quan điểm của em đó giờ là nếu như mà cuộc sống mà của hai người mà giống nhau quá thì nó sẽ đổ về một phía. Cho nên là nếu như mà được thì em nghĩ là anh và em là một người bạn, nhưng một người bạn có thể chia sẻ những lúc mà vui buồn thì anh có thể bày, anh có thể chia sẻ cho em, động viên em một khi nhủ em. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Anh chúc em vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống sau này của em nó khó khăn thì em đến gặp anh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Hay quá. Anh có một món quà muốn tặng cho em. Sao tặng em một trái dừa? Tại quê anh là Bình Định cho nên em cũng thích trái dừa lắm. Dễ thương. Món quà thứ hai anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Cái này gửi lên luôn đó. Anh cầm giúp em trái dừa. Xong rồi. Màu hồng. Em thích, thích màu hồng. Anh thích con gái tô son màu hồng. Anh thích những cái mà em thích không nhỉ? Cảm ơn chàng dược sĩ của chúng ta. Rất là dễ thương, một màn tỏ tình cảm động quá. Cảm động hoa hồng bằng những cánh hoa, bằng một trái tim đã cánh hoa hồng nữa. Không, cái cảm động nhất là cái mà thủ ngữ hả? Cái đó gọi là thủ ngữ đúng không? Làm cho thật sự chị ngồi đó mà chị nổi hết da gà lên. Làm như liên tưởng với những bộ phim mà nó lãng mạn đó. Đúng rồi, y như là mình đang xem một bộ phim ngôn tình á. Chứ giờ thật sự mà kêu anh mà tặng cho chị Trang trái dừa chắc vừa lắm, vậy thôi đó. Cảm ơn chàng trai nhé. Và hy vọng là sau chương trình khúc bánh xe duyên này, thật ra nó không phải là một cái sự kết thúc gì hết, nó chỉ là một lời chào tạm biệt của bạn với chương trình thôi. Nhưng ở ngoài cuộc sống biết đâu chừng bạn sẽ gặp lại cô gái xinh đẹp của chúng ta. Yeah. Khi mà bạn dược sĩ thì bạn sẽ mua nhà, mua đất, cổ bán, gặp nhau trong một tình huống đây về là bước khởi đầu em à. Khởi đầu thôi nha, đừng buồn. Yeah. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình khúc bánh xe duyên. Đến với vòng 2 của chương trình Khúc Hát Xe Duyên, chúng ta sẽ có 10 bài hát. Và 10 bài hát này sẽ tương đương với 10 thử thách sẽ dành cho các bạn nam. 3 bạn nam sẽ được bạn nữ lựa chọn ra mỗi bạn một bài hát và một thử thách tương đương. Và các bạn sẽ phải dùng hết sức lực của mình, dùng hết sự cố gắng của mình, dùng hết tinh thần của mình để vượt qua thử thách này, chứ không phải là ngồi cầm giỏ và đếm hoa như ai kia. Cái này tôi đếm hoa bởi vì tôi cũng đang thử thách của tôi đếm có bao nhiêu cánh hoa trong đây đó. Cũng là một thử thách mà. Chúng ta sẽ đến với danh sách 10 bài hát của vòng 2 chương trình Khúc Hát Xe Duyên. Bây giờ là lúc em sẽ lựa chọn ra 3 bài hát em cảm thấy là thích nhất và ưng ý nhất. Em chọn bài nào? Em chọn bài số 2 ạ. Số 2, Về Nắng Cuối Trời. Bài số 5. Số 5, Bóng Bóng Bàng Bàng. Bài số 8 ạ. Đầu xót lý con cua. Và bây giờ em sẽ chọn chàng trai nào sẽ thể hiện bài hát nào?
Dạ, theo thứ tự đi ạ. Anh số 1 sẽ hát bài Vệt Nắng Cuối Trời. Thử thách là Micro ơi hãy đến đây. Thầy piano sẽ hát bài Bóng bóng bàn bàn. Thử thách Nhông. Và cuối cùng Đau Xót Lý Con Cua. Bạn ấy lấy cảm xúc tốt quá, vừa nghe tên bài hát xong mặt đau xót liền. Chạy bộ ngang. Và bây giờ thì dĩ nhiên chúng ta hãy cùng nhau đến với bài hát đầu tiên, đó chính là Vệt Nắng Cuối Trời. Và thử thách đó chính là Micro ơi hãy đến đây. Chúng tôi sẽ có một người hỗ trợ cho bạn. Người hỗ trợ đó không ai khác, đó chính là MC Thúy Vân xinh đẹp đây. Lùi phía sau nào. Và bạn sẽ đứng ở vị trí của tôi. Nhẹ nhàng để hai tay vào phía sau. Sau đó âm nhạc sẽ bật lên. Và dĩ nhiên micro sẽ di chuyển theo nhịp nhạc. Nào, giả bộ cháu lên ba, cháu tuột xuống dưới, cháu tuột nữa là tôi trục rút ha. Và nhiệm vụ của bạn đó chính là phải hát được bằng micro này. Và khi bạn thực hiện thử thách này thì sẽ có sự chứng kiến của cô gái xinh đẹp của chúng ta. Hãy nhớ, ngày hôm nay thì ngoài cô ấy ra còn có chị mẹ và chị vợ, chị của chị vợ đi theo nữa. Làm sao coi được thì làm. Xoáy cái áo hồng của tôi là đây nào. Thấy chưa? Sáu mũi. Quay lại này đó, cho bà Nguyệt nhìn cái nè ha. Sáu mũi. Dòng lên cái nè. Rồi. Mang ông này về nuôi là một tháng, bỏ đói ổng không bao giờ. Người ta sáu mũi mắc gì à, em chắc lửa vậy Trang. Bạn đã sẵn sàng chưa? Một thử thách mà tưởng chừng như làm khó được bạn mà bạn làm chúng tôi hú hồn. Hát rất là hay, hát đúng. Mặc dù là cái người MC có tâm họ kéo như chưa từng được kéo. Như là câu cá mà bạn vẫn hát được. Em ơi, thấy cái màn trình diễn của người bạn trai này như thế nào? Em thấy vui ạ. Em có sự lay động nào không ngoài vấn đề là vui? Có xúc động không? Em thấy tuy nó rất là khó mà anh vẫn có thể lên xuống, vừa tập thể dục vừa hát được. Anh nhẹ nhàng quá phải không em? Yeah. Cái đó là khó lắm á em. Khó lắm giống như là vừa phải plank nè, xong rồi vừa phải giữ mà vừa phải hát nữa, là yoga rồi aerobic rồi tất cả các môn võ ấy phối hợp luôn.
Cảm ơn bạn trai đầu tiên, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách của thí sinh tiếp theo. Rồi thưa quý vị, như vậy thử thách của chúng ta như sau. Đó chính là Vân, em hãy cầm cái này đi nào. Vân sẽ đóng vai là một cô gái rất là kiêu kỳ. Và Huy sẽ đóng vai các bạn. Khi âm nhạc nổi dậy, các bạn phải vừa cởi bé gọi là tuần lộc này bằng cả trái tim và đi theo những bước chân của cô ấy, chẳng hạn. Chàng trai thứ hai, thầy dạy piano lên đây nào. Và bây giờ âm nhạc nổi lên, thời gian câu cá của dân. Ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em, tên được cha đặt là Tâm Trắng. Từ ấu thơ Tâm đã mơ về hơi ấm tay, sẽ có ngày Tâm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm, xin ra trong gia đình bố Tâm có thương mình luôn thấy thân phận đời thôi. Tâm cho rằng không ai tham ai trời ơi con cám cắn lê hết cá tôm một mình cám ấm bẩn chim không về. Tâm ơi chưa lo anh cũng sẽ đến với người thật thà. Ôi ya 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 ôi ya 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 ya. Giống như là mình cầm này mình còn mệt hơn bạn nó nhảy nữa. Cảm ơn bạn. Cho tôi thở một cái. Nữ ơi. Nữ ơi. Em thấy cái thử thách vừa rồi như thế nào? Ngoài từ vui nha. Dạ. Em thấy tội cho ảnh. Tội hả? Dạ vâng. Đúng rồi, thương. Còn hai người MC xinh đẹp này thì em cảm thấy như thế nào? Dạ, đáng đúng không? Em thấy đáng đúng không? Cảm ơn bạn. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc tôi ổn. Em cũng ổn. Và bây giờ sẽ là thử thách dành cho chàng trai cuối cùng. Và thưa quý vị, với ca khúc Đau Xót Lý Con Cua thì con cua nó chỉ đi ngang thôi. Vì thế thử thách của chúng tôi trên một cái nguyên tắc y chang như vậy, đó chính là chạy bộ ngang. MC Thúy Vân xinh đẹp sẽ là người điều chỉnh về tốc độ của cái màn chạy bộ này. Nào, chàng trai, xin mời. Chúc bạn may mắn.
Tuyệt vời. Đúng luôn á, đúng là bài này là bài Đau Xót Lý Con Cua. Ông hát cái đúng một mấy chữ là Đau Xót Lý Con Cua rồi, bao nhiêu người ta hát hết luôn. Bây giờ bạn đã thực hiện xong thử thách là Đau Xót Lý Con Cua trong sự đau xót vô vàn của chúng tôi. Bây giờ hãy xem người con gái ấy nhận xét gì về cái màn thử thách này của bạn. Xin mời. Em hỏi anh chút nha, như anh bị cần đúng không? Đúng rồi, em bị cần. Hèn chi. Thấy cái thử thách này khó mà anh chạy vậy thôi thì cũng được rồi á. Hay quá. Bạn đã hoàn thành thử thách. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Ông Tơ và Nguyệt thấy ba các chàng trai chúng ta trình diễn cái phần thử thách như thế nào ạ? Ai cũng ngừa, ai cũng là người hết tâm hết lòng hết. Và khi ba chàng trai biểu diễn, tôi có nhìn trộm chị mẹ, tôi thấy chị và mẹ cười lắm. Vậy là chị mẹ có vẻ hài lòng anh hả? Chị mẹ có vẻ hài lòng. Sao bác? Mình chọn luôn ba người hả bác? Vậy đó là do con gái chọn thôi chứ mẹ không chọn được. Trời ơi. Trái tim của em sẽ mách bảo em chọn chàng trai nào? Những khát khao ngày mai. Thấy cái màn trình diễn của gần bạn trai này như thế nào? Em thấy vui ạ. Dạ, em thấy tội cho anh. Vui nha. Bài này là em không có biết rồi đó. Là em lên em đọc rác rồi nè. Đau xót lý con cua. Em hỏi anh chút nha, như anh bị cần đúng không? Đúng rồi, em bị cần. Thấy cái thử thách này khó mà anh chạy vậy thôi thì cũng được rồi á. Trái tim của em sẽ mách bảo em chọn chàng trai nào? Em chọn anh đầu tiên và anh thứ ba. Tại sao? Không, em loại anh cuối cùng rồi. Tại sao? Thế anh bị cận mà còn chạy nhiều. Em ơi, bị cận cũng là cái tội hả em? Vậy bị cận 5 độ nè em. Nhưng mà biết đâu chừng cô gái này đang để ý anh chàng số thứ 4 đó, nhưng mà sợ anh nguy hiểm dòng sao, nên vì thế giữ anh lại để hồi sinh số riêng. Thì đó là cái tính nhân văn nó nằm ở đây. Đúng, lo lắng. Hiểu. Thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu. Đúng. Bạn sẽ có món quà dành tặng cho em. Đó là một màn tỏ tình và một ca khúc mà anh ấy đã chuẩn bị dành cho bạn. Xin mời. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày.
Hôm nay anh có một bó quà bất ngờ tặng cho em. À, đây là chiếc bánh anh tự làm. Là anh là một người rất là thích nấu ăn. Em rất là dễ thương. Thì cái rõ nhất là cái nụ cười và ánh mắt anh luôn hướng về phía em. Em cảm giác như là đó giờ em xúc động anh. Em cảm ơn rất nhiều. Cắt bánh để nếm trải vị ngọt ngào của chàng trai dành tặng cho cô gái, và chiếc bánh trong phút chốc đã nằm gọn vào cái dĩa đó. Đây, anh mời em. Đây, tuyệt vời. Cô gái rưng rưng giọt lệ. Ăn đi em, kem. Ở đây ai cũng đói hết. Em đã không muốn nói từ đó rồi anh Luật à. Ăn đi, còn chị và mẹ dưới này nhìn nè em ơi. Còn anh trai em gái ông Tơ bà Nguyệt. Hãy ăn đi em mà. Đôi trẻ hạnh phúc quá ha. Quên mất phụ huynh của mình sao? Để em cắt mời bác và chị và... Không, ông Tơ bà Nguyệt. Không cần em chỉ cần nhờ hai người tránh thôi. Hãy để bác và chị ăn đi. Anh đường cũng cao lắm rồi. Dạ, con mời bác và chị. Hay quá. Cẩn thận em. Bước xuống cẩn thận, coi chừng dấp một cái thảy nguyên cái bánh kem lên trên không kỳ đó. Và người chị, người chị nè, nhìn vào ánh mắt người chị nè, nhẫn nại đưa những miếng bánh đầu tiên cho mẹ mình, cảm động quá. Ngon không bác? Cô cảm ơn con, bánh rất ngon. Dạ con cảm ơn. Cảm ơn anh nha. Tuyệt vời. Hy vọng là có thể sau ngoài chương trình này em vẫn vẫn làm giữ mối quan hệ là bạn bè anh. Anh rất sẵn lòng. Trời ơi, hay quá. Thế như vậy, nó lấy lòng của người lớn như vậy mà nở lòng nào loại thằng nhỏ. Bánh này là bánh em làm ra luôn hay là dạ, em làm. Ủa mình đang hướng nghiệp luôn hả? Và anh chàng đầu tiên là một dược sĩ. Anh chàng thứ hai là một chuyên gia làm bánh ngọt, nấu nướng vô cùng đỉnh. Mà bị loại hết rồi bác. Ừ dạ. Vậy đó. À, cảm ơn bạn trai, ngày hôm nay bạn đã có một cái màn tỏ tình rất là dễ thương. Một màn tỏ tình phải nói đúng nghĩa đen là rất là ngọt ngào. Một lần nữa cảm ơn bạn đã đến với chương trình Không Phải Xe Duyên. Thưa quý vị, và ở vòng tỏ tình này thì hai chàng trai sẽ lần lượt thể hiện phần tỏ tình của mình đến với cô gái đặc biệt trong ngày hôm nay. Và cuối cùng cô gái của chúng ta sẽ lựa chọn ra chàng trai đặc biệt nhất để đến với phần song ca, món quà của chương trình dành cho hai bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu phần tỏ tình đầu tiên. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em ngẩn ngơ, đôi môi cười hoa thắm.
và mặt trời của miền nhiệt đới buông xuống trên vai em, cho anh mơ màng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nghiêng nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng phải. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào trong mắt em đã cho anh đây quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nghiêng nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em ngẩn ngơ, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới buông xuống trên vai em, cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nghiêng nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào trong mắt em đã cho anh đây quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nghiêng nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nghiêng nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nghiêng nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Rất là hạnh phúc khi anh được ở đây với em tới giờ phút này. Và em có biết lý do tại sao anh lại muốn tỏ tình với em trước một khung cảnh biển rất là lãng mạn như thế này không? Em nghĩ là em đến từ thành phố biển. Anh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê, và nơi đó không có biển. Đó là một điều anh thiếu thốn từ nhỏ. Anh rất thích biển, rất thích đi dạo trên bãi biển. Cũng giống như cuộc sống của anh, giống như tính cách của anh này. Rất là nhẹ nhàng, rất là lãng mạn. Đây là một món quà rất chân thành anh dành tặng cho em. Và cho dù em có chọn anh hay không, anh cũng rất vui. Và có thể nhắm mắt lại được không? Chờ một chút. Chưa nha. Chưa đâu, khi nào anh nói mở mắt ra mới được.
tình cảm của anh dành, nếu dành cho em được, sẽ luôn bền vững, sẽ luôn mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cho dù thời gian, không gian hay bất cứ thứ gì thay đổi, sẽ đẹp mãi như hoa cẩm tú cộng này. Nói chung là em thấy sao? Lần đầu tiên đi nhận không em? Hay quá, hay quá, lãng mạn quá. Yeah. Ban nhạc đánh hay quá phải không em? Cảm ơn em. Cảm ơn tỏ tình đầu tiên của bạn. Xin mời. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Cô gái xinh đẹp, hãy bước lên phía chúng tôi. Bạn hãy đứng đó và xin mời bạn quay mặt, hãy vào, hướng mắt vào màn hình. Và bây giờ phần tỏ tình bắt đầu. Hello, anh là Mai Xuân Thứ. Và ngày hôm nay anh rất là vui khi em được đến với chương trình Khúc Hát Xe Duyên để mà có cơ hội tỏ tình với em. Đối với anh thì yêu là một cảm xúc rất là đẹp, rất là thiêng liêng. Nó có thể thay đổi được hết tất cả mọi thứ. Nó có thể biến người xấu thành người tốt. Nó có thể khiến những người nhàm chán nhất cũng trở nên yêu đời, lạc quan hơn. Và những ngày gần đây thì anh suy nghĩ về em rất là nhiều. Anh tưởng tượng em là một người con gái xinh xắn nè, có một nụ cười tỏa nắng và đặc biệt là giọng hát rất là hay. Nhưng dù cho em có như thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống của anh sẽ trở nên thú vị hơn khi có được em. Và hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3 thì anh xin chúc em có một ngày rất là hạnh phúc nè, vui vẻ. Và anh tin chắc rằng ngày hôm nay sẽ là ngày 8 tháng 3 đáng nhớ nhất của em. Nhìn sang quay người lại phía sau em ơi.
Đây là món quà anh dành tặng cho em. Anh cứ nghĩ đây là một bó hoa đẹp nhất mà anh đã từng thấy, nhưng mà nó vẫn không thể sánh bằng một cây hoa đang đứng trước mặt anh. Em có biết hoa hồng tượng trưng cho điều gì hay không? Hoa hồng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lúc nào nó cũng đẹp, tượng trưng cho tình yêu lúc nào cũng rực rỡ, đẹp đẽ. Nhưng mà mỗi cây hoa hồng đều có chi chít những cây gai, và những cái gai đó sẽ tượng trưng cho những khó khăn, thử thách mà anh và em sẽ phải vượt qua trong thời gian sau này. Nhưng mà em đừng lo, và anh sẽ hứa mãi yêu mình em, dù cho bão tố phong ba thì anh vẫn sẽ ở bên. Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta giữ chặt mãi đôi bàn tay, vẫn còn đây, chẳng vụt bay, phút giây tuyệt vời bên nhau. Và anh sẽ hứa yêu em dài lâu, vì em là cả thế gian mà anh chọn đời ấp mộng. Cha đi đã, cha đi đã đi đã, anh đã quên lời rồi. Nắm chặt tay, mắt nhìn nhau, em ơi, làm người yêu anh nhé. Rất là lãng mạn luôn. Quá hay, quá tuyệt vời. Anh thích những cái câu mà từ trước đến giờ anh nghĩ bó hoa là bó hoa đẹp nhất, nhưng mà không ngờ không ai có thể đẹp bằng hoa hậu hài Thu Trang được. Cái gì vậy Quy? Đâu chị, em thấy anh Luật năm nay là anh Luật rất là tiến bộ. Đâu, anh Luật... chị hỏi em là chị làm bộ thôi chứ chị thích mà, em mắc cười quá Quy. Không cảm đi, cái nón nó bó cái não quá trời. Thôi không được, không nghĩ được nhiều em à. Cảm ơn bạn và cô gái ơi, như thường lệ nhá, vẫn giữ trong lòng hai màn tỏ tình này. Và bây giờ Huy sẽ mời lại chàng trai đầu tiên. Ở đâu ra mà vừa đẹp trai mà vừa lãng mạn, trời ơi trời. Và bây giờ thì không gian này sẽ dành cho ba bạn. Đây là lúc mà bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe con tim của mình. Chúng tôi chắp cánh tới đây thôi nhá. Và bây giờ chúng tôi phải lui cung rồi. Lui cung, lui cung, lui cung. Hô biến. Theo như lời của mẹ em nói thì chọn ai cũng được, đừng chọn Ngô Kiến Huy. Tất cả đều mang đến cho em cái sự bất ngờ, một cảm giác rung động mà bấy lâu nay em dường như nghĩ là nó đã không còn tồn tại nữa. Tình cảm của anh dành, nếu dành cho em được, sẽ luôn bền vững, sẽ luôn mãi mãi, không bao giờ thay đổi, cho dù thời gian, không gian, hay bất cứ thứ gì thay đổi, và sẽ đẹp mãi như hoa cẩm tú cầu này. Mà em hãy nhớ rằng anh sẽ luôn là người đến từ phía sau và mang hạnh phúc đến cho em. Em có biết hoa hồng tượng trưng cho điều gì hay không? Hoa hồng là một loài hoa tượng trưng tình yêu. Nắm chặt tay, mắt nhìn nhau, em ơi, làm người yêu anh nhé. Hãy cho anh là bay mãi bên cạnh nhau suốt tháng ngày. Nếu như em là nắng, hãy cùng anh đồng sang. Nhưng mà
người yêu thì chỉ chọn một người thôi, cho nên là phải có quyết định riêng của em. Em cảm ơn anh. Anh ấn tượng với em từ cái giai đoạn đầu, những cái thử thách. Em mặc dù là chỉ biết anh trên sân khấu thôi, em chưa có thể có cơ hội nói chuyện với anh nhiều, hay là hiểu qua em với anh hiểu nhiều. Thì em mong là cơ hội sau này, sau chương trình này thì hai anh em ta vẫn có thể tìm hiểu nhau như là người anh và em gái, được không ạ? Như vậy đồng nghĩa là anh đừng khóc. Cô gái đã chọn chàng trai. Rồi ba thế nào mình gặp nhau, có phải muôn đời ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên, bài hát với những mơ mộng, bài hát với những hy vọng. Cô gái đã chọn chàng trai. Cho đời ta chút thương. Người em chọn là người số 3. Cái này là xe duyên nên là do ông ta bà Nguyệt chứ. Ê, do ông ta bà Nguyệt gì? Hay là do cô gái ấy? Không, do ông ta bà Nguyệt thiệt, còn mình hàng phép mà anh đâu có lo gì đâu, mình hàng phép. Không sao, xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình Khúc Hát Xe Duyên. Thì thật ra đến với chương trình này mình đã thể hiện tài năng của mình nè, rồi mình gặp thêm những người bạn mới, và đặc biệt là hai bạn cũng sẽ có một cái tình bạn, tình anh em giống như là bạn nữ đã chia sẻ. Xin chúc cho bạn sẽ có thật nhiều thành công trong cuộc sống và sẽ luôn luôn giữ được niềm vui, giữ được tất cả những cái sự chân tình giống như là bạn đã thể hiện trên sân khấu này cho cô gái của chúng ta. Có thể gặp nhau tại đây và anh đã có ấn tượng với em và có cảm xúc ngay từ cái ánh mắt đầu tiên khi mà em quay sang. Nhưng mà tình cảm thì không thể nào mà giành giật được. Nó phải là từ cảm xúc từ hai trái tim. Anh rất tiếc. Anh tiếc nuối và cảm giác này rất là buồn. Tuy nhiên, anh hy vọng và anh cũng mong muốn bạn trai kế bên sẽ thông cảm cho điều này. Và anh mong muốn rằng mỗi ngày mùng 8 tháng 3 hay là một dịp lễ nào đó hàng năm, anh sẽ được tặng em một món quà, là những bó hoa tươi thắm, những bó hoa mà anh thích, anh đã tặng em rồi. Và những năm, hai năm sau, những ngày lễ sau sẽ có những bó hoa tươi thắm và đẹp hơn như vậy nữa sẽ tặng cho em. Xin cảm ơn bạn và cảm ơn bạn đã đến với chương trình Khúc Hát Xe Duyên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với món quà mà chương trình Khúc Hát Xe Duyên dành tặng cho một cặp đôi trẻ. Đó chính là một tiết mục song ca lãng mạn. Xin mời. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày.
đầu hai đứa dính xà bông quá trời. Và dĩ nhiên thì một kết thúc có hậu thì cũng phải có một phần quà rất đặc biệt mà chương trình dành tặng cho hai bạn. Đây cũng là một cái nền tảng đầu tiên cho những cuộc hẹn dành cho hai bạn. Để nếu sau chương trình các bạn có nắm tay nhau đi tiếp tìm hiểu một chặng đường dài hơn thì cũng phải có được phần quà này. Đó chính là giải thưởng từ ông Tơ, bà Nguyệt dành cho đôi trẻ. Giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Và thưa quý vị, như vậy chương trình Khúc Hát Xe Duyên ngày hôm nay đã kết thúc. Và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi, những màn tỏ tình lãng mạn đầy bất ngờ vào khung giờ đó chính là 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Và cũng không quên chúc cho các chị em phụ nữ sẽ có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ.